Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Ngày hôm nay nhà em về một lô máy bô lông, phải nói với các bác là ngon, rẻ và cực kỳ chất lượng luôn. Đây, phục vụ anh em mà siết mở ốp này, bắn vít bắn tôn các bác nha. Về cho tất cả quý khách hàng của em luôn. Trời ơi, một mã máy bắn ốc, siết mở bô lông, bắn vít bắn tôn cực kỳ ngon. Ngoài ra còn có thể khoan tường nó luôn cho em này. Rồi, mã này phải nói là không còn xa lạ gì với tất cả quý khách hàng rồi. Trước các bác mua cả hơn 1 triệu luôn. Ngày hôm nay giá đảm bảo bao rẻ toàn thị trường cho tất cả quý khách hàng luôn anh em ạ. Ôi, trời ơi, lên cho các bác mình luôn. Con này của nó này, bình thường các bác bỏ tem, dán tem ra thì nó là con DOA 887 đúng không ạ? DOA 887 hay là Makita 3, Makita 3 đèn, DOA 3 đèn cho em. 3 đèn led thì siêu sáng luôn. Con màu vàng thì sẽ là con XR, còn con màu xanh thì sẽ là con BL cho em. Đặc biệt luôn, mã này là chân phổ thông nha. Mã này là chân pin phổ thông cho quý khách hàng em luôn. Với chân phổ thông thì anh em có thể dùng được với những thân quạt này, thân đèn, thân đầu kẹp 13 ly, thân chuyên vít cho em. Ơi. Cực kỳ ngon luôn. Con này thì của nó này, bô lông đầu giống 2 trong 1 nên các bác vừa có thể siết ốc, lại vừa có thể bắn vít bắn tôn. Anh em bỏ gọi là mũi vít mũi tôn trực tiếp vào đây là các bác sử dụng bắn ốc, bắn vít cho em được rồi. Hoặc anh em mà muốn siết ốc này, anh em gắn luôn cái đầu khẩu trực tiếp vào đây cho em. Đầu này là đầu 1/2 anh em nhé. Rồi, có điều tốc rồi các bác ơi. Đấy. Gạt đảo chiều đầy đủ cho anh em luôn. Con này thì nó có hai cấp tốc độ, các bác điều chỉnh trên nút nguồn cho em. Tốc 1 này, rồi tốc thứ 2 này. Và gạt đảo chiều cái chức năng mọi mở ốc này, còn có cả chức năng ngắt lực này. Đó, chức năng ngắt lực cho anh em luôn. Cực kỳ tiện dụng mà nguyên một bộ sản phẩm anh em ơi. Trời ơi, nguyên một sản phẩm cho em. Đó là DOA 3 đèn, Makita 3 đèn. Nhưng hiện tại này, hiện tại hàng mất tem. Em để tem nhà máy nhá, để tem từ nhà máy về. Đây, để tem nhà máy thì sẽ là con Navara như thế này luôn. Vàng sẽ là XR, còn màu xanh thì sẽ là con BL cho em. Một bộ các bác cùng em xem này. Một thân máy này, hai khối pin 10 cell cho em. Chân phổ thông luôn các nhá. Một sạc bàn này. Ơi, mở hộp đựng xem trong này nó còn có những cái gì luôn các bác. Ơi trời ơi, nó còn có khẩu 22 đi kèm. Nhớ giúp ý giúp em này. Bác các bác nhìn này, khẩu 22 các bác ấn vô cho em này các bác. Nhìn rõ chặt và anh em ấn xuống nhá. Anh em ấn chặt xuống cho em, nhìn đúng khớp này, đúng khớp cho em, rồi các bác ấn chặt xuống cho em là ok nhá. Bởi vì là cái hàng mới nó sẽ hơi bị khít này. Ơi, lại còn có cả cái dây đeo và hộp đựng đi kèm luôn. Nguyên bộ như thế này luôn các bác. Giá thì bao rẻ. Và anh em xem là, anh em xem cái hoạt động của nó như thế nào luôn các bác nhá. Ok, các bác cùng em test thử cái con Navara 3 đèn này các bác nha. Với chức năng bắn vít gỗ anh em ơi. Quá ngọt luôn các bác nha. Test cái con Navara XR này, em bắn tôn trên sắt dày khoảng 5 ly luôn các bác nha. Và đây thì mới là chức năng chính của nó các bác ơi. Dùng con Navara XR mở siết mở bô lông anh em nha. Ok các bác ơi, ốc 19 trên xe lít anh em nha. Thì sau đây thì em test luôn cái con bô lông Navara màu xanh cho anh em mình luôn nha. Rồi, nó quá ngon luôn các bác ạ.
vít thêm u sắt với con Navara Mu lông BL luôn các bác nha. Với thiết kế máy khá nhỏ gọn nhưng mà bắn vít phải nói là cực kỳ ngon luôn các bác ơi. Ok, em dùng khẩu 19 và em sẽ vặn bà ốc trên bánh trước xe ga các bác nha. Phát 1 luôn các bác ơi. Các bác thấy không? Vừa rồi các bác đã cùng em test với con bu lông 3 đèn thực sự luôn các bác. Chưa năm nào và chưa bao giờ máy nó lại rẻ như thế này. Sale chương trình cực kỳ ưu đãi cho tất cả quý khách hàng luôn cho em nhá. Rồi. Con mã máy siết ốc này. Bình thường các bác mua một thân máy con này vào tầm 380-400. Rồi một quả pin vào 200 một quả, hai quả thành 400 này. Rồi cục sạc 100.000 luôn, thành 400, 800, 900 cho cả hộp đựng. Tính ra cả 900 đến 1 triệu cả nguyên bộ này luôn. Đó, mà hiện tại giá sale ưu đãi cho tất cả quý khách hàng. Và cái số lượng con này thì sẽ không còn nhiều các bác nhé. Bởi vì số lượng giá sale thì xin phép gọi là từ tổng đại lý. Đó đây, giá thì cực kỳ ưu đãi rồi. Con này nguyên một bộ, một máy, hai pin, một sạc, có hộp đựng khẩu 22 đầy đủ cho bác. Giá tới tay anh em chỉ có 650.000. 650.000 là em bao phí vận chuyển về anh em siết ốc này, bán vít, bán tôn hay các bác khoan, cực kỳ ngon luôn cho em. Và giá thì quá ưu đãi luôn rồi. Hàng đồ pin thì nó khá là tiện dụng, bởi vì các bác có thể mang đi mọi lúc mọi nơi. Đôi khi là gọi là mất điện các bác vẫn có thể xài bình thường, hay anh em mang ra đồng ra vườn vẫn triển được luôn cho em như bình thường các bác. Thích màu vàng lấy con XR, còn màu xanh thì lấy con BL cho em. Đó, chức năng giống như nhau. Đây, vòng tua vòng tốc này, tốc 1 này, tốc 2 luôn. Rồi, giống như nhau, chỉ khác nhau là cái màu thôi các bác nha. Anh em nói chung là thấy hợp màu nào ta lấy màu đấy. Biệt là anh em mua nguyên bộ thì em sẽ có hỗ trợ tặng thêm cho bác đầu chuyển vít ấy. Nhiều khi anh em muốn làm trên cao sợ rơi rớt vít, ok, gắn đầu chuyển vít vào cho em. Và cái đầu mới, máy mới thì các bác gắn vào nó sẽ hơi bị chặt anh em nhá. Rồi, cực kỳ ngon luôn các bác ơi. Thích thân máy lấy thân máy, còn có nhu cầu mua nguyên bộ thì các bác có thể chuyển nguyên bộ cho em. Có xanh, có vàng, nói chung là thích màu nào chỉ màu đấy. Số lượng thì sẽ không có nhiều anh em ạ. Ngoài ra nhá, nếu mà các bác chưa, các bác đã có pin ở nhà, đóng pin, đóng pin hết rồi, có pin châm phổ thông hết rồi, chỉ cần muốn mua một con siết ốc thân máy nhá, thì chỉ chuyển cho em mã này. Thân máy con này thì em còn đúng một thùng thôi. Con này em còn đúng một thùng, 299.000. Giá ưu đãi bao toàn thị trường cho bác luôn nhá, 299.000. Đây, con màu vàng là XR, xanh là con BL. Lấy cả bộ hay lấy thân máy thì các bác có thể tham khảo luôn. Có pin rồi anh em lấy thân máy, còn chưa có pin lấy nguyên bộ. Nguyên bộ về sử dụng luôn cho em có 650. Siết ốc viết tồn quá ngon luôn các bác ạ. Thì số lượng thì cũng không có nhiều bác nhá. Thích vàng lấy vàng, thích xanh lấy xanh. Anh em có nhu cầu con nào các bác có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em là 0929 ấy, 826628 và 0982826628. Thì cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân Hà Nam, anh em nào ở gần cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng. Và anh em quan tâm kênh thì cũng có thể là đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để cập nhật video mới nhất ạ. Và em xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.